Em xin chào tất cả anh em chơi Radio Gác Chép trên toàn quốc. Nay em xin giới thiệu với anh em con đài Sharp mang model là GF-305SB. Con này thì em mua eBay ship từ Nhật Bản về. Máy đang cực kỳ đẹp. Em sẽ quay tất cả góc cạnh cho anh em xem nhé. Này, nghiêng ngửa này. Xi mạ này, em nhìn này, xi mạ tay sách này, cực kỳ đẹp luôn, sang choang soi gương nha. Góc cạnh này, đằng sau rất đẹp. Con này có số seri máy là 811-3909, 811-3909. Anh em nhớ số seri nha. Đây, có line in này, cắm tivi điện thoại máy tính này, ngoài ra có cổng line out là ra thiết bị khác này. Máy nó cực kỳ đẹp, bao anh em là nguyên zin 100%, chỉ duy nhất là em thay dây cu loa. Tiếp tục đến hông bên đây, đây thì nó cắm nguồn AC điện 100V, vì hàng Nhật thì chỉ có điện 100V anh em nhé. Anh em nào mà mua hàng thì nhớ là cắm điện 100. Ngoài ra nó có cổng nguồn 15V, DC 15V thì các bạn anh em chơi thì mua nguồn adapter 15V đấy thì có thể cắm được nguồn 220. Các anh soi cho anh em xem cái độ mới của nó như thế nào. Hai vù rất to, vù vậy rất to và đẹp. Đây là mặt tổng thể. Bây giờ em sẽ đi test phần line in trước cho anh em nghe này. Đây, em đã cắm line in rồi. Em đã cắm line in từ điện thoại vào rồi, bằng kết nối bằng dây jack, một đầu 3.5 và hai đầu bóng sen. Quạt đánh cực kỳ sâu luôn. Tắt này. Hai vu rất to anh em nhá, hai vu cực kỳ to. Vu này là nó không có bóng sáng đâu, nhưng mà em lắp thêm hai cái bóng sáng này vào nữa, không ảnh hưởng gì đến đến máy móc hết. Núm nút sáng choang nha. Máy nhìn cực kỳ gấu và chất lượng. Nó có hai cái dầu này, hai cái dầu anten này. Em có thể rút cao lên tùy hoặc hạ xuống tùy. Xi mạ anh em nhìn nó rất đẹp nhá. Thường là những cái con này về xi mạ này nó hay bị bay mất này. Nhưng mà những hàng của em về đang cực đẹp. Đấy, xi mạ anh em nhìn xi mạ này. Đồng bóng loáng soi gương luôn. Con này thì trước đây tầm khoảng hơn nửa năm gì đấy là em bán cực kỳ nhiều là cái dòng này. Nhưng do thời gian gần đây là cái màu đen này nó trên thị trường Nhật nó hiếm dần rồi. Đấy. Nên là không có để mà đấu về. Không có để mà mua về.
bây giờ em sẽ test vào phần băng này. Em sẽ test phần băng. Băng thì... Đây. Đây. Em sẽ tắt phần line này nhá. Tắt line, rút dây ra này. Rất khỏe và êm ái, auto sit top, khỏe và êm ái. Màu đen này rất đáng cho anh em sưu tầm để chơi. Phần băng bây giờ mình test sang phần radio. Radio thì con này là FM của nó là 108 thì bắt full tất cả các đài luôn. Cả tòa không khó, nhưng thực sự mà nói cái số tiền không lớn thì các cơ quan tòa án rất là ngại tiếp cận với số lượng các bạn chỉ một vài ba tháng.
của nó chậm nổ. Đấy, đi vào bắt nhất căn. Còn lại với các bạn, nếu như biết được thì tôi nghĩ rằng là đây cái nghĩa vụ chứ. Này, dò sóng radio này, em nhìn thấy em dò sóng radio không có sôi nhá. Đúng là có khăn, những cái môi trường làm việc ta mới càng ngày càng lớn. Và một điều một là sẽ có những cái áp lực công việc vì mỗi môi trường nó tạo cho mình một cái môi trường mới, những cái kiến thức mới, những cái công thức mới, và đòi hỏi rằng là chúng ta phải học tập và phải dấn thân vào đó. Cơ quan chuyên môn hỗ trợ giúp đỡ ngành từ các doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ các chính sách về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ công tác lập quy hoạch. Với chủ trương tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp, hiện trên địa bàn huyện Lang Chánh có trên 132 doanh nghiệp, hơn 1.700 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho khoảng gần 3.500 lao động. Phải đúng thẩm quyền, phải đúng nơi cư trú, phải đúng cái địa bàn mà thì mình đang hoạt động, tránh các bạn không hiểu là nó không đúng, người ta không nhận đâu. À, còn anh đây là em Hoàng tiếp cái phần ai em nhá. Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có hỏi thì là sau nhiều năm làm ở các nhiều các cái môi trường khác nhau thì đúc rút lại rất nhiều các cái kinh nghiệm và làm cho mình một cái cho mình có một cái diện, một cái tâm thái mở, luôn luôn đón nhận cái điều mới, và vì vậy mà khi khách hàng chia sẻ mình cái gì á thì mình sẽ đón nhận một cách là nhiệt tình, không nhiệt lòng, và sẽ điều chỉnh những cái hoạt động cụ thể và để phục vụ khách hàng, đối tượng là khách hàng của mình là một cách tốt nhất, đúng không ạ? Vâng ạ, rất. Thì chúng ta có quyền tố giác cái việc đó và yêu cầu các cơ quan thanh tra, thậm chí là công an thì làm rõ cái việc đó. Thế là chúng tôi nghĩ rằng là cái cơ chế để làm này không có. Đương nhiên chúng ta tiếp cận làm sao nó nhẹ nhàng, từ cái nhẹ đến nặng, chứ không nên là vội vàng chúng ta làm ầm lên, nó không hợp lý. Và như vậy thì mình cũng có thể là nếu như phát hiện sự việc rồi thì có thể là khiếu nại đến cán bộ công đoàn này, đến thanh tra. Đấy, ở đây nó có điện rồi, sóng ban đêm này. Cái lúc này là gạt rồi, sóng ban đêm này. Thái độ của cái điện này nó vẫn tất cả là em giữ nguyên bản hết. Ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đã phát hiện. Ngoài ra em sẽ lắp thêm hai cái bóng đèn LED này vào để cho nó sáng cái vô thôi. Còn cam kết với anh em là nguyên xin 100% bao anh em mang thọ tháo test thử kiểm tra mọi chức năng. Đèn đỏ sóng và nguyên xin. Có cả chỉ phải nằm viện với chi phí rất lớn cũng không được công ty thanh toán. Vậy chúng tôi phải làm gì? Khi mà tắt máy thì đồng thời là đèn này cũng tắt luôn. Ở chế độ tắt luôn, vì em lấy nguồn từ nguồn cấp vào từ cùng nguồn của máy nên nó không ảnh hưởng gì đến đến điện nuôi máy cả, nên cam kết với anh em là máy hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng. Video là dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Anh em nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505. Số đấy cũng đang hiển thị ở dưới màn hình và cũng là số để kết nối Zalo, Facebook luôn. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.